Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong một video review sách nữa của mình. Ở trong 3 tuần trước chúng ta đã gặp nhau trong 3 video review khác nhau. Đầu tiên là về cuốn sách Câu chuyện nghệ thuật của giáo sư Ernest Goldbrick, một cuốn sách đưa chúng ta vào lịch sử nghệ thuật của nhân loại từ thuở chúng ta còn ăn lông ở lỗ cho tới thời hiện đại như bây giờ. Chúng ta cũng gặp nhau trong một cuốn sách liên quan đến Van Gogh, cuốn sách dày 1.200 trang, đọc rất là sung sướng, rất là hay về cuộc đời danh họa này cũng như là những bi kịch của ông ấy. Và ở tuần trước chúng ta đã gặp nhau trong một video review liên quan đến những cuốn sách về thiên văn học, những cuốn sách mà mình rất là cảm thấy rất là đáng đọc và đáng giới thiệu cho tất cả mọi người cùng đọc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cuốn sách này, cuốn sách Leonardo da Vinci, cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh. Đây là cuốn sách thứ 7 trong series sách liên quan đến những vĩ nhân ở đây có thể nói là những vĩ nhân liên quan đến hội họa của Omega. Tuy nhiên ấy, Leonardo da Vinci thì không phải chỉ đơn giản là một họa sĩ. 6 cuốn sách trước về Cézanne, về Gauguin, về Van Gogh, Vermeer, Hokusai, rồi Renoir, tất cả đều là những danh họa. Nhưng Leonardo da Vinci không chỉ là một danh họa, đúng. Ông ấy có vẽ, ông vẽ gần 30 bức tranh trong cả cuộc đời kéo dài của ông ấy. Nhưng ông không chỉ là một họa sĩ. Ông ấy là những gì nhỉ? Ông ấy là một kỹ sư quân sự, một người vẽ bản đồ, một người vẽ giải phẫu học cơ thể con người, một chuyên gia sáng chế, hay là một người chỉ đơn giản là tò mò về cuộc sống xung quanh của chúng ta. Leonardo da Vinci là tất cả những điều trên. Thật khó có thể mô tả Leonardo da Vinci bằng một từ đơn giản duy nhất. Vào thế kỷ thứ 16, khi mà thời kỳ phục hưng đang bùng nổ ở nước Ý với những phát kiến, với những hình ảnh của con người, với những họa sĩ, với những nghệ sĩ, với những con người vĩ đại nổi tiếng ở thời đấy, thì người ta đã mô tả Leonardo da Vinci bằng hai từ duy nhất thôi, đó là uomo universale, tức là một con người toàn năng. Vâng, một con người toàn năng. Ông làm tất cả mọi thứ. Ông ấy vẽ, ông ấy sáng chế, ông ấy tò mò về thế giới, ông ấy vẽ những con người, ông ấy đưa ra những tỷ lệ rất là chuẩn, rất là hoàn hảo về cơ thể của con người đẹp như thế nào. Tóm lại, Leonardo da Vinci là con người vô cùng đặc biệt. Và 2 năm trước, ở trong số đặc biệt về kỷ niệm 500 năm ngày mất của Leonardo da Vinci, thì tờ National Geographic đã từng viết về Leonardo da Vinci như thế này. Đó là nhà nghiên cứu Francesca Fiorani, một nhà nghiên cứu về nghệ thuật và nhân văn của Đại học Virginia, cho rằng là tài năng phi thường của Leonardo da Vinci làm cho kiến thức có thể nhìn thấy được, và Da Vinci áp dụng tư duy khoa học vào mọi thứ mà ông đã quan tâm, đang quan tâm, đó là luôn luôn quan sát, suy luận và thử nghiệm. Còn trong cuốn sách liên quan đến Da Vinci, một cuốn sách rất là dày mà Omega Book cũng đã cho ra đời, thì Walter Isaacson, một nhà học giả rất là nổi tiếng người Mỹ, thì viết rằng là Da Vinci là người phát minh ra các phương pháp khoa học dựa trên việc luôn đặt ra các câu hỏi và rồi tìm cách trả lời chúng. Chẳng hạn như là khi mà ông ấy tò mò về việc con chim làm thế nào để bay được, thế là ông bắt đầu nghiên cứu về cánh của con chim như thế nào, các cái lông của nó như thế nào, làm thế nào để nó có thể vẫy cánh được, làm thế nào để nó có thể bay được. Và từ đó ông ấy bắt đầu vẽ lên những mô hình mà người ta cho rằng đấy là những mô hình của những chiếc máy bay 500 năm trước khi những chiếc máy bay thực sự ra đời như thế nào. Và các nghiên cứu của ông ấy, các suy luận của ông ấy đều được dựa trên những câu hỏi tại sao. Ví dụ, tại sao cử động vỗ cánh của chim lại khiến nó bay được? Cơ của chim làm thế nào để kiểm soát được việc bay? Hoặc là tại sao các ngôi sao chỉ có thể nhìn thấy vào ban đêm chứ không phải là ban ngày? Điều gì đã tách nước và không khí ra với nhau? Tóm lại là tất cả những gì liên quan đến con người của Leonardo da Vinci, đấy là việc đặt ra những câu hỏi tại sao và tìm cách để lý giải nó. Liên quan đến Leonardo da Vinci thì cuốn sách này nó không dày, nó chỉ dày có gần 300 trang thôi, nhưng nó đã tổng hợp tất cả những yếu tố, những chi tiết và những phân tích liên quan đến những con người, liên quan đến con người của Leonardo da Vinci, cũng như là thời kỳ mà ông ấy đã sống, để lý giải tại sao Leonardo da Vinci trở thành một con người toàn năng như là người ta đã gọi ông như vậy. Và hầu hết là trong chúng ta chỉ biết đến Leonardo da Vinci qua bức tranh này, bức nàng Mona Lisa. Cho đến bây giờ, sau 500 năm, chúng ta vẫn tranh cãi về cái việc là điều gì khiến cho nàng có nụ cười bí hiểm đến như vậy. Phải chăng là nàng bị sâu răng? Phải chăng là nàng có vấn đề gì về thần kinh? Rồi là phải chăng nàng đang bị làm sao đấy liên quan đến gia đình chồng mình? Tóm lại là người ta đặt ra rất nhiều những câu hỏi liên quan đến Leonardo da Vinci. Thì trong cuốn sách này, tác giả, một nhà nghiên cứu người Anh, Rosalind Ormiston, đã viết rất là kỹ liên quan đến bức tranh. Đương nhiên, cũng như các học giả khác, thì Rosalind Ormiston không lý giải một cách kỹ lưỡng điều gì diễn ra sau bức tranh này. Nhưng cô cũng viết về
các bút pháp nghệ thuật, cách mà Leonardo da Vinci đã sử dụng như thế nào để khiến cho bức tranh này trở nên bí hiểm đến như vậy, và cũng lý giải tại sao bức tranh này nó lại trở nên nổi tiếng đến như thế. Cách đây nhiều năm, khi mà lần đầu tiên mình có mặt ở bảo tàng Louvre thì mình đã nhìn bức tranh này, thì mình đã cố gắng để tìm đến bức tranh này. Thực ra Louvre rất nổi tiếng nhờ nhiều tác phẩm, nhưng nổi tiếng nhất là bức Mona Lisa. Và điều mình cảm thấy ngạc nhiên là bức tranh này nó hơi bé, nhưng mà dù sao cái cảm giác lúc đấy nó rất là sung sướng, bởi vì là mình được chứng kiến một trong những kiệt tác của nhân loại. Leonardo da Vinci trong cả cuộc đời của mình thì chỉ vẽ chưa đầy 30 bức tranh đâu, và một số bức tranh cho đến thời điểm này là vẫn còn đang thất lạc. Thì ngoài bức tranh này còn có một bức tranh khác cũng rất là nổi tiếng, đó là bức Bữa Tiệc Cuối Cùng. Bữa Tiệc Cuối Cùng là một trong những bữa tiệc nói về Chúa, bữa tiệc cuối cùng của Chúa và các tông đồ trước khi ngài bị trì điểm, bị bắt đi và sau đó bị hành hình. Đây cũng là một bức tranh rất là hay. Ở trong cuốn sách này thì tác giả cũng đã chỉ ra được những điều liên quan đến bức tranh, nó đã được hình thành như thế nào, nó được hình thành trên những bút pháp như thế nào, số phận của nó long đong ra sao trong suốt cả quá trình vừa qua liên quan đến lịch sử. Rất may là nó không bị phá hủy, bởi vì là ở chiến tranh thế giới thứ hai đã có một quả bom nổ rất gần, một quả bom rơi rất gần ở cái nhà nguyện nơi có bức tranh Bữa Tiệc Cuối Cùng này. Tuy nhiên rất may là bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Và ở nhà mình thì mình có một cuốn sách khác liên quan đến Leonardo da Vinci, một cuốn sách dày khoảng 400 trang như thế này, và viết duy nhất về bữa tiệc cuối cùng của Leonardo da Vinci thôi. Trong đó có nói là tác giả, ông Leonardo da Vinci đã vẽ bức tranh này như thế nào, dựa trên cái câu chuyện gì của Kinh Thánh, và đã để vẽ các cơ con người như thế, rồi các cử động khuôn mặt như thế, thì tác giả đã làm như thế nào. Và người ta nói rằng là Leonardo da Vinci đã mổ tử thi và vẽ các cơ tay của con người giống hệt như vậy. Và trong cuốn sách này thì tác giả Rosalind Armiston cũng giải thích được tại sao ở thời của Leonardo da Vinci ông ấy nổi tiếng đến như vậy, tại sao ông có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời đến như vậy. Và thế kỷ thứ 15, thế kỷ thứ 16 ở xứ Toscana, Italia, tại sao lại là cái nôi của phục hưng. Một trong những con người đã tạo nên cột trụ của thời cuộc phục hưng chính là Leonardo da Vinci, người thứ hai là Michelangelo và người thứ ba là Raffaello, hay chúng ta còn gọi là Raphael. Thì riêng liên quan đến Leonardo da Vinci thì mình đã từng đến nhà của ông ấy, nơi ông sinh ra vào năm 1452 ở thị trấn Vinci. Thị trấn đấy nằm ở cách thành phố Firenze, còn gọi là Florence, có 15 cây số thôi. Leonardo da Vinci có nghĩa là Leonardo đến từ Vinci, và ngôi nhà đấy đương nhiên là bây giờ nó đã được làm lại rồi, đang có một bảo tàng mang tên của ông ấy. Thì xung quanh đấy mình đã nhìn thấy xung quanh đấy những khu rừng, rồi là những ngọn đồi, rồi những cánh đồng ở dưới. Và mình sau đó là mình có xem lại một số bức tranh của Leonardo da Vinci khi ông vẽ, khi còn rất là nhỏ, thì mình phát hiện ra rằng là hóa ra Leonardo da Vinci đã vẽ chính những khung cảnh của nhà của mình, chính những khung cảnh của nơi mà mình sinh ra. Và vào thời đó thì các họa sĩ có lẽ là họ cảm rất là nhiều ở cuộc sống xung quanh, họ cảm rất nhiều liên quan đến đến thiên nhiên, con người, rồi văn hóa ở khu vực đấy đã ngấm vào con người họ, giúp cho con người họ trở thành những người nghệ sĩ lớn như vậy. Ngoài ra ấy, còn một chi tiết nữa, tại sao những con người này, tại sao Leonardo da Vinci, Michelangelo và Raffaello là những người gọi là cột trụ của phục hưng, bởi vì là những người đó là những người kế thừa các cái tư tưởng liên quan đến việc là lấy con người làm trung tâm của vũ trụ, lấy con người, vẻ đẹp của con người, tâm hồn của con người, và làm sống lại những giá trị của thời Hy Lạp, của thời La Mã trước kia, đó là lấy con người làm trung tâm. Thì trong cuốn sách như thế này, di sản của Leonardo được thể hiện một cách rất là rõ thông qua các bức vẽ của ông ấy. Leonardo để lại khoảng hơn 5.000 bức vẽ cho tới giờ, và nằm rải rác ở rất nhiều các bảo tàng, ở rất nhiều các viện nghiên cứu khắp nơi trên thế giới. Thì ông ấy vẽ rất nhiều thứ. Ông ấy vẽ về các bức tường thành, ông ấy vẽ về những khẩu đại bác, ông ấy vẽ về mây, ông vẽ về nước, ông ấy vẽ đủ thứ trong cuộc đời này, tất cả những gì mà ông quan tâm. Thì trong đó có một bức đặc biệt là quan trọng, đó là bức người Vitruvius. Bức người Vitruvius, xin nhắc lại một lần nữa, là một bức vẽ liên quan đến sự hoàn hảo các cơ thể của cơ thể con người, để mình tìm nó ở trong cuốn sách như thế này. Đó là một bức vẽ gọi là, người ta gọi là tỷ lệ vàng đấy ạ. Và bức vẽ này là dựa trên những quan niệm của một nhà học giả từ thời La Mã, đấy là Vitruvius. Và hiện tại thì ở rất nhiều nơi trên thế giới, người ta
vẫn vẽ lại bức này và người ta coi rằng đó là một hình ảnh tiêu biểu về nghiên cứu của cơ thể con người. Ngoài ra Leonardo da Vinci cũng thể hiện được sự sự hay ho của mình thông qua rất là nhiều những nghiên cứu khác nhau, thậm chí là ông còn vẽ cả những cái máy dệt sợi nữa. Và có vẻ như là Leonardo da Vinci mặc dù sinh ra ở xứ Toscana nhưng chỉ là người mà chịu ảnh hưởng của xứ Toscana cũng như là ảnh hưởng của người thầy của ông ấy, Verrocchio, một họa sĩ rất là nổi tiếng và tỏa sáng ở thời kỳ phục hưng của ông ấy. Còn lại thì Leonardo da Vinci phục vụ cho nhà Sforza ở Milano, ở miền Bắc Italia, nơi mà nếu như các bạn đọc cuốn sách của Walter Isaacson thì bạn sẽ hiểu rằng là thực ra là ông ấy muốn đến làm việc cho nhà Sforza chủ yếu là với chức danh là một kỹ sư quân sự. Ông ấy muốn nghiên cứu liên quan đến cống rãnh, liên quan đến các kênh đào, liên quan đến các yếu tố kỹ thuật quân sự và chế tạo các vũ khí như thế nào để phục vụ cho người chủ của mình. Tuy nhiên trên thực tế thì chưa có một cái bản vẽ nào của ông ấy biến trở thành để trở thành hiện thực. Và những cuốn phim của National Geographic hay là Discovery thì cho thấy rằng là người ta cũng đã cố gắng dựng lại trên những bản vẽ của ông ấy để mà sáng chế ra xem họ có thể làm được gì. Và trên thực tế chúng ta có thể xem lại những điều này trên National Geographic hay là trên Discovery. Và trong giai đoạn cuối đời của ông ấy thì ông ấy phục vụ cho triều đình vua François ở Pháp và ông ấy mất ở lâu đài Clos Lucé Pháp năm 1519. Mình cũng đã đến lâu đài Clos Lucé rồi và đó là một lâu đài nhỏ nhưng rất là đẹp. Và đó là một lâu đài mà xung quanh có hồ nước, xung quanh có rất là nhiều những con thiên nga đang bơi lội và xung quanh đấy trẻ con có thể chơi một cách rất là sung sướng và thoải mái. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của Leonardo da Vinci, một bức tự họa của da Vinci. Trong cuốn sách dày chỉ có chưa đầy 300 trang này, thế mà tác giả đã tóm lược lại cả cuộc đời, cả sự nghiệp của da Vinci trong gần đấy trang, thì có thể nói rằng là rất là giỏi. Người ta thống kê được là kể từ khi da Vinci mất cho tới giờ thì có tới hàng nghìn cuốn sách nghiên cứu về Leonardo da Vinci và hàng nghìn các công trình nghệ thuật, hàng nghìn các cái bản sao chép và hàng nghìn các bản nghiên cứu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Leonardo da Vinci. Và cho tới thời điểm này, rất nhiều những điều bí ẩn liên quan đến con người của ông ấy, ví dụ như là người ta không bao giờ thấy ông ấy nói đến chuyện là ông cưới vợ như thế nào cả, rồi là người ta cũng không rõ thực sự là ông ấy là thích đàn ông hay đàn bà. Tóm lại là một câu chuyện rất là bí ẩn. Rồi người ta cũng tìm cách lý giải về cái việc là ông viết bằng tay trái như thế nào, trên giấy mực như thế nào. Và quanh cuộc đời của Leonardo da Vinci chắc chắn là vẫn còn rất nhiều những điều bí ẩn. Đây, bức vẽ đây. Bức vẽ đây là tỷ lệ cơ thể người, một bức vẽ cực kỳ nổi tiếng. Một bức vẽ cực kỳ nổi tiếng vào thời kỳ của Leonardo da Vinci và vẫn còn nổi tiếng cho tới thời điểm này. Bằng bức vẽ này thì Leonardo da Vinci đã khẳng định rằng là một cơ thể con người hoàn hảo phải là con người dựa trên những tỷ lệ, và đây là những tỷ lệ vàng. Liên quan đến tỷ lệ vàng, liên quan đến những câu chuyện về Leonardo da Vinci, chúng ta có thể đọc ở trong cuốn Mật mã da Vinci của Dan Brown xuất bản năm 2003. Mặc dù đây chỉ là một cuốn sách hư cấu nhưng nó cũng giúp cho rất nhiều người cho chúng ta quan tâm hơn nữa đến những bí ẩn liên quan đến cuộc đời, liên quan đến sự nghiệp và liên quan đến thời đại của Leonardo da Vinci. Và nhất tiện nói đến những cuốn sách về ở trong series như thế này thì mình cũng nói thêm luôn, đây là cuốn sách thứ 7 của series như thế này, một cuốn sách mà bây giờ có thể nói rằng là in cực kỳ đẹp, một cuốn sách về mỹ thuật nhưng in cực kỳ đẹp, và khi mà cho vào trong nhà của bạn thì nó có thể trang trí nhà của bạn như thế nào, luôn luôn in bằng màu. Bây giờ chúng ta Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể in được như Tây luôn. Thì đây, mình giới thiệu thêm những cuốn sách khác ở trong series này. Đây là cuốn sách về Vanh Sang Van Gogh. Trong từng bức tranh một là có những bài viết liên quan đến bức tranh đó, thời điểm bức tranh đó ra đời, tâm lý nhân của tác giả như thế nào. Đây, Paul Cézanne, một họa sĩ vĩ đại của thời kỳ ấn tượng. Johan Vermeer, một đại diện tiêu biểu của hội họa Hà Lan vào thế kỷ thứ 17, thời kỳ hoàng kim của hội họa Hà Lan. Đây, Hokusai, một họa sĩ của Nhật Bản rất nổi tiếng với những bức tranh về thiên nhiên, về sóng biển, thậm chí cả những cơn bão. Rồi là một nhân vật vĩ đại khác của chủ nghĩa ấn tượng, Claude Monet. Rồi là Paul Gauguin,
cũng là một người của thời kỳ hậu ấn tượng, một người bạn của Van Sang Van Gogh, và cũng là người mà Van Sang Van Gogh đã từng cãi nhau với ông ấy. Sau đó là sau một lần cãi nhau thì Van Sang Van Gogh giận đến mức là tự cắt tai của mình và gửi cho một cô gái làng chơi. Thì những câu chuyện như thế này thì đều được thể hiện ở trong những cuốn sách liên quan đến Van Gogh, và câu chuyện như vậy cũng là được thể hiện ở trong cuốn sách Van Gogh The Life, cuốn sách 1200 trang mà mình đã giới thiệu ở trong số thứ hai của video review. Còn bây giờ thì mình tin rằng là các bạn sẽ có cơ hội để mà lựa chọn những cuốn sách liên quan đến lịch sử nghệ thuật, những cuốn sách liên quan đến các nhân vật, những cuốn sách liên quan đến các vĩ nhân liên quan về mặt nghệ thuật như thế này. Sách in đẹp, không thực sự đắt, có thể bạn có thể đọc, con cái của các bạn cũng có thể đọc. Đấy là những cánh cửa để giúp cho trẻ bước vào một thế giới về nghệ thuật, để chúng hiểu về mỹ thuật nói chung cũng như là về lịch sử nghệ thuật nói riêng. Và khi mà chúng ta đi vào một bảo tàng lớn của thế giới, chúng ta biết là có một bức tranh của Cézanne, có một bức tranh của Leonardo da Vinci, có một bức tranh của Van Gogh, rồi có một bức tranh của Michelangelo hay là của Raffaello hoặc là của Caravaggio, chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ hiểu được là ý nghĩa và giá trị nghệ thuật của nó trong lịch sử của nhân loại như thế nào. Không ngạc nhiên khi mà ở phương Tây người ta dạy trẻ em đi xem tranh, xem bảo tàng từ khi còn rất là bé. Và những cuốn sách như thế này, những cuốn sách cực kỳ quan trọng như thế này, in rất đẹp như thế này và không đắt như thế này, thì nó giúp cho chúng ta phủ đầy một khoảng trống rất là lớn liên quan đến mỹ thuật, lịch sử mỹ thuật, lịch sử hội họa nói riêng mà chúng ta không hề được học ở trong nhà trường. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những buổi review sách tiếp theo.